57. Theo ý của thần, Tần Dương nhất định là đang chuẩn bị chiến sự, hơn nữa còn là đại chiến. Liệu Tần Dương có chân lúc Đại Dương đang dấn thân vào đất Tần đến đột kích nước ta hay không? Phim thông báo cho người Tần, TV2S, quả nhân phải ra ngoài dạo chơi. Ung ung minh nhạn, húc nhật thủy đáng. Tần Quốc hệt như cảnh sắc của Triệu Quốc ta, nguy nga tráng lệ. Con dế đã kêu ở trên nhà. Năm lại sắp hết, sau khi vang lên tiếng côn trùng của mùa thu là lại sắp hết năm. Triệu Dương nên cùng vua ta sớm lập minh ước. Bây giờ đã là đầu tháng 10, đến lúc này kết thúc hội minh, Triệu Dương còn có thể chờ kịp đợt tuyết đầu của Hàm Đan. Xin Bình Quân, không phải ngài đang mượn dịp Ngao Du thay Tần Dương thuyết phục ta đấy chứ? Tại hạ chỉ nói theo cảm nghĩ. Triệu Dương đã nghi rồi. Cảnh sắc của nơi này khá đẹp so với nơi quả nhân ở, rộng rãi hơn nhiều. Nơi này cảnh núi sắc sông tuyệt đẹp, Triệu Dương có thể dạo chơi thêm. Tại hạ về danh trại trước chuẩn bị bữa ăn cho Triệu Dương. Vất vả rồi. Đại Dương, Đại Dương, người Tần từ Đông Quận, Quán Trung và các nơi điều động lương thực thông qua Diện Hà chở đến Bá Tượng, rồi thông qua Hạng Lộ vận chuyển về hướng Vũ Quan Thục Trung. Đích đến của tài nải này chính là Vũ Quan. Quả nhân Ngao Du lại bắt gặp quân Tần vận chuyển lương thảo. Có phải Tần Dương có mưu gì không? Người cải trang thành người Tần ra bến đò giám sát. Dân
Đại dương thám tử đến báo, người Tần ngày đêm vận chuyển lương thực, có thể cung cấp cho 20 vạn người trong vòng 3 tháng. Khi lập tức đến gặp Tần tướng Xương Bình Quân, bảo với hắn sức khỏe của quả nhân đã phục hồi, cần hội ngộ với Tần Dương. Nhưng vua gặp vua, không cần bất cứ thần tử nào đi theo. Vâng. Quả nhân và Triệu Dương cùng uống chén rượu này. Mời. Quả nhân nghe nói Triệu Dương đã bình phục, quả nhân cảm thấy rất mừng. Đa tạ Tần Dương tận tâm chăm sóc, quả nhân không biết lấy gì để cảm ơn. Hôm nay gặp mặt là muốn thảo luận với Tần Dương về sách lược tranh hùng thiên hạ. Triệu Dương xin cứ nói. Nếu Tần Dương là quả nhân, sẽ dẫn dắt người Triệu ta tranh bá với chư hầu như thế nào? Triệu Quốc là vùng đất nhiều chiến tranh, Bắc có Hunno, Nam có Hàn, Ngụy, Tây có Đại Tần, Đông có Tề, Yên. Nếu quả nhân là Triệu Dương, sẽ làm mậu dịch với Hunno ở phía Bắc, An Định Dân Trung phía Tây kết giao với Đại Tần để giải quyết e ngại ở phía Tây. Ba nước Hàn, Ngụy, Yên yếu ớt, quả nhân sẽ lệnh cho Triệu Quân dần dần gặm nhấm lãnh thổ ba nước, khiến cho Triệu Quốc trở thành cường quốc hàng đầu giữa thất hùng. Được. Ba nước Hàn, Ngụy, Yên, Tần Dương sẽ đánh trước nào trước? Nếu đánh Hàn, khó tránh sẽ bị Tần Quốc cản trở. Ngụy Quốc nói liền với Tề Sở, nếu không kết minh với Tề Sở, quả nhân cũng sẽ không công đánh Ngụy Quốc. Yên Quốc tuy thiết giáp với Tề Quốc, song Tề Yên là kẻ thù. Nếu quả nhân là Triệu Dương, nhất định sẽ đánh Yên Quốc trước. Triệu đánh Yên, Tần Quốc thừa cơ xen vào, nên ứng phó thế nào? Đó là lý do quả nhân phải lập minh ước với Tần Quốc. Nếu Tần Quốc phản bội minh ước, có thể dụ lục quốc thảo phạt. Vậy Tần Dương có muốn biết, nếu quả nhân là Tần Dương, sẽ vạch ra kế sách đồng xuất như thế nào không? Triệu Dương mời nói. Tần Quốc có Hàm Cốc, tiến lui thoải mái. Bên ngoài Hàm Cốc chính là khu vực Tam Tấn. Tần Quốc xuất binh sẽ đánh ba nước Triệu, Ngụy, Hàn trước. Xong, nếu quả nhân là Tần Dương, thì sẽ không thi hành mưu kế, ai nấy đều biết. Nếu Tần Quốc ta không đánh Tam Tấn, thì quả nhân đông xuất để làm gì? Quả nhân đùa thôi, không cần để ý. Triệu Dương, binh giả là đại sự quốc gia, há có thể đùa cợt như vậy? Binh giả, quỷ đạo giả, ra tay đột xuất, đánh úp bất ngờ. Nếu ta là Tần Dương, thì sẽ đến Vũ Quan đánh Sở Quốc trước. Tần Dương, có phải bị quả nhân nói đúng tâm ý rồi hay không? Sở là quốc gia giàu mạnh, hôm nay Đại Tần ta sao dám nghĩ tới chuyện diệt Sở? Sở quốc tuy lớn, nhưng với thực lực của Tần Quân, quyết chiến dân mộng, đuổi người Sở đến dùng Đông Hải ngô diệt thì cũng là điều có thể.
Hôm nay quả nhân nói nhiều rồi. Quả nhân vẫn nên trở về suy nghĩ kỹ về chuyện hội minh giữa hai nước chúng ta. Đó là việc chính. Mời. Thái tử, tại hạ thất thủ, xin thái tử trách phạt. Không sao, không sao, ta về phòng băng bó qua là được rồi. Không sao. Thái tử, thái tử, nào Kiệt huynh, tại hạ kính huynh một ly. Nào. Rượu ngon, rượu ngon. Nào Kiệt huynh, ta cũng kính huynh một ly. Nào. Công tử, công tử, ta kính ngài thêm một ly. Nào, nào, nào. Được, nào, nào, nào. Mời. Uống đi. Hôm nay vui thật đấy chứ. Chư vị, danh kiệt ta hôm nay lỡ làm thái tử bị thương, thật khổ thẹn. Nào, ta xin tạ tội với chư vị. Nào, nào. Kiếm thuật của thái tử ở yên quốc ta có thể nói là khó tìm được địch thủ. Công tử có thể đã thương thái tử nhà ta, có thể thấy kiếm thuật của công tử cao siêu, thật quá khen rồi. Nào, nào, công tử, tại hạ kính thêm người một ly. Uống đi, uống. Công tử, công tử, uống thêm ly nữa đi. Công tử, công tử, công tử. Thư đã gửi cho Tần Thái Hậu chưa? Bẩm thái tử, điều đã ổn thỏa. Thái hậu lệnh nữ quan Cam Tuyền Cung tiếp ứng ngoài thành, nói chúng ta đều là thái giám, vào Cam Tuyền Cung mua vua cho thái hậu. Được. Đang xin bái kiến thái hậu. Đang à, mau đứng lên đi. Thái hậu, cuối cùng Đang cũng đã gặp được người rồi. Đến Thành Dương có việc gì thế? Tại sao chính nhi lại không hề cho ta biết? Bẩm thái hậu, Đang vào Hàm Dương cung cũng đã một thời gian rồi, còn chưa gặp được Thần Dương lần nào. Ngày thứ hai Thần đến Hàm Dương đã được chị Dương đón đến phủ ở, từ đó chưa từng rời đi. Đêm nay Thần lệnh cho môn khách chuốt sai người canh gác, băng lại thoát thân để đến gặp mặt thái hậu. Chính gì? Sao lại đối xử với ngươi như thế? Đi, ta đưa ngươi đi tìm nó. Thái hậu, Tần Dương định kết minh với Triệu Dương. Triệu Yến đó ban đầu đã đối đãi với thái hậu và Tần Dương như thế nào? Tần Dương gần như đã quên rồi. Triệu Yến, Triệu Yến, Triệu Yến, Triệu Yến đến Hàm Dương rồi à?
Dân Thái Hậu, Triều Yến đã đến Hàm Dương đã được hơn 2 tháng. Lẽ nào Thái Hậu không biết? Triều Yến, Chính Nhi hồ đồ rồi sao? Nó quên mất tất cả những người chết như thế nào à? Triệu Yến, Triệu Yến, giết chết Triệu Yến, giết chết Triệu Yến. Ta phải giết chết Triệu Yến, Thái Hậu bất giận. Ta phải giết chết Triệu Yến, trách đang lắm chuyện. Thái Hậu, tuyệt đối không thể để cho Triệu Yến sống mà rời khỏi Hàm Dương. Giết chết Triệu Yến, giết chết Triệu Yến. Giết chết Triệu Yến, giết chết Triệu Yến. Người cần muốn liên minh với Triệu Quốc chính là vì muốn giữ ngôi cho quả nhân, để hắn dễ giương tay từ Vũ Quang Nam tiến công Sở Quốc. Đại Dương, Tần Dương tha cho hai nước yếu, Hàn Ngụy không đánh, tại sao lại muốn công đánh Sở Mạnh? Triệu Thông, ngươi nghĩ sao? Tần quân xuất binh về đông đánh Hàn Triệu, Sở nhất định sẽ xuất binh cứu trợ. Tần quân bước vào chiến trường sẽ lưỡng bại câu thương. Đại Dương hoàn toàn có thể không cần quan tâm đến lời kết binh của Tần Dương nữa. Nếu quả nhân không kết binh với người Tần, Tần Dương sẽ không hạ lệnh xuất binh phạt Sở. Đại Dương, Tần Dương phạt Sở hay không có liên quan gì đến Triệu Quốc ta chứ? Nếu Tần Dương công chiếm Dân Mộc, ta có thể nhân thời cơ tiêu diệt Yên Quốc. Triệu Quốc ta lấy dùng giữa Yên Liêu làm điểm tựa, là có thể tranh bá thiên hạ với Tần Quốc. Triệu Thông, Đại Dương, quả nhân nghĩ kỹ rồi. Người đi nói với Tần tướng Sương Bình Quân, quả nhân đồng ý kết minh với Tần Quốc. Rõ. Hậu giá, bỏ ra. Người Tần lại dám thích sát quả nhân. Triệu Dương có bị thương không? Mỹ Khải nói với Tần Dương, trong vòng 3 ngày không tìm ra người chỉ thị, quả nhân quyết không để yên. Triệu Dương, hãy nghe tại hạ giải thích, đừng phí lời. Về cung, về cung. Đại Dương, thần vội vàng sơ ý để Thái tử đang sơ xuất gây ra chuyện lớn, thần xin Đại Dương ban tội. Nhanh chóng đưa cơ đan đến gặp quả nhân. Dân, Thái hậu đến. Bái kiến Thái hậu. Chính Nhi, Triệu Yến chưa chết,
Ta chưa giết được hắn. Bây giờ con phái người giết chết hắn đi. Các ngươi ra ngoài đi. Dân. Triệu Yến là quả nhân mời đến Tần Quốc. Kết minh với hắn, quả nhân gì để giữ chân Triệu Quốc? Đợi sau này thời cơ xuất hiện, quả nhân có thể một bước diệt Triệu Quốc. Mẫu hậu lại hành động lỗ mãng như thế, sẽ làm hỏng đại sự quân quốc của Đại Tần ta. Giết Triệu Yến. Bây giờ ta bảo con giết Triệu Yến. Giết Triệu Yến. Giết Triệu Yến. Ta muốn con giết Triệu Yến ngay. Người đâu? Diệu Thái Hậu về nghỉ ngơi đi. Giết Triệu Yến. Giết Triệu Yến. Giết Triệu Yến đi. Giết Triệu Yến. Giết Triệu Yến. Giết Triệu Yến. Chính Nhi, con đã từng thề trước mộ của ngoại tổ và thân diệt sư phụ, con quên rồi sao? Con phải báo thù thay họ. Con giết Triệu Yến đi. Mẫu hậu, thù ở Hàm Đan, cái chết của ngoại tổ và thân diệt tiên sinh, quả nhân không dám quên một ngày nào. Xin mẫu hậu kiên nhẫn chờ đợi, quả nhân nhất định sẽ hiến đầu lâu của Triệu Yến và cả Triệu Quốc cho người. Đầu của Triệu Yến. Đầu của Triệu Yến. Ta chỉ cần đầu của Triệu Yến. Giờ con giết hắn ngay đi. Giết Triệu Yến đi. Thích khách là kẻ nào? Tìm ra chưa? Bẩm đại dương, chưa tìm ra. Chưa tìm ra. Quả nhân xém thì bị hại. Đến lai lịch thích khách người cũng không tra ra được sao? Thần cam nguyện chịu phạt. Chỉ xin đại dương mau chóng về nước, tránh gặp bất trắc. Đại dương. Đại dương. Doanh chính nói sao? Tần Dương tránh không gặp. Người bên cạnh hắn đều trốn tránh. Dường như đang cố ý tránh né chuyện này. Doanh chính, người hay lắm. Quả nhân bị thích sát ở Tần Quốc, người lại dám bao che cho thích khách. Thần đi hỏi tiếp, không cần nữa. Thần hạn 3 ngày đã đến. Ngày mai rời Tần. Quả nhân muốn chiêu cáo thiên hạ. Doanh chính nói không giữ lời, âm mưu hại quả nhân, độ mưu Quan Đông. Các người liên hợp đánh Tần. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Rượu thịt da cầm rau đều chối nhận, hành lý đã đặt lên xe. Triệu Dương ngày mai rời đi là điều chắc chắn. Khổ sở chờ đợi mấy tháng. Đại Dương, không thể để hắn chạy mất như thế. Không giao được thích khách ra, chúng ta không lý do gì để ngăn cản Triệu Yến rời đi. Dứt khoát sẽ bắt giữ, ép Triệu Quốc. Thần phục hiến đất. Bắt giữ Triệu Yến dễ, nhưng lại khiến Đại Tần thất hứa với các nước. Còn nữa, Triệu Yến và tông thất của Triệu Quốc hành động thống nhất. Nếu Triệu Yến làm con tin ở Tần không về, Xuân Bình Quân Triệu Dật nhân cơ hội đoạt vị. Triệu Quốc như vậy càng khó đối phó hơn. Nếu như thế, chúng ta chỉ có thể thả hắn đi. Thích khách của Triệu Yến vẫn nằm trong tay của Đại Tần. Chúng ta có thể giá họa vụ án này cho tông thất Triệu Quốc. Không được. Đại Dương nói đúng.
Nếu như Triệu Yến biết là Triệu Dật mưu hại hắn, chắc chắn sẽ trở về Hàm Đan để đối phó, bỏ việc đánh Yên ra khỏi não. Đình Quý thấy Triệu Yến là người như thế nào? Thần cho rằng nếu Triệu Yến dám đến hẹn ước với Đại Dương, luận về tâm trí, về gan dạ, tuyệt đối không phải là quân Dương. Tài năng xuất chúng, hắn đấu trí đấu dũng với Đại Dương, không để lộ sơ hở. Về tâm trí thì người này cũng không thua kém Đại Dương. Nhưng Triệu Yến có một nhược điểm, đó chính là đa nghi. Xưng Bình Quân, người vất vả một chuyến đến xin lỗi Triệu Yến thay cho quả nhân, nói với hắn chuyện Tần Triệu liên minh quả nhân sẽ không cưỡng cầu nữa. Dân thuận tiện nói với hắn, người đứng sau hành thích người của hắn là thái hậu của Đại Tần ta, quả nhân không thể truy cứu được. Dân Vệ Dương Quân, có thần. Ngày mai trước lúc Triệu Yến rời khỏi Hàm Dương, nhất định phải để hắn biết được động tĩnh của Thái tử Yên Quốc. Vâng. Nghe nói ngày mai Triệu Dương rời khỏi, Dương ta cảm thấy tiếc nuối. Nói lời bóng bẫy à? Vậy ngươi nói xem, là ai muốn hành thích quả nhân? Bẩm Triệu Dương, là Thái hậu. Ai? Năm đó Dương ta với Thái hậu là bị người nước Triệu bắt nạt ở Hàm Đan. Thái hậu nghe tin Triệu Dương vào Tần nên đã phái người hành thích. Dương ta thay mặt Thái hậu xin lỗi, hy vọng Triệu Dương sẽ không truy cứu. Xưng Bình Quân, người coi quả nhân là đứa trẻ lên ba sao? Lấy mấy lời dơ dẫn ra để nói với quả nhân, không có nửa lời nào là giả. Không có sao? Đã muộn rồi. Xưng Bình Quân, người lui đi. Một nữ nhân như Triệu Cơ lúc nào cũng ở chốn cung đình, mấy người cảm thấy có thể tin tưởng được không? Đại Dương, thần cho rằng bất kể thế nào, Tần Dương cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm đâu. Đại Dương, những gì Sư Bình Quân nói đều là sự thật. Tần Dương đem Tần Thái Hậu ra để làm bia đỡ đạn là để quả nhân không thể làm gì được. Sao mấy người không nghĩ xem bọn họ đang bao biện cho ai? Người này còn quan trọng hơn cả Tần Thái Hậu. Đã từng nghĩ đến chưa? Vào đi. Thái tử. Vệ Dương Quân. Công tử. Thái tử. Triệu Yến vào Tần, Đại Dương lo cho an nguy của Thái tử nên lệnh cho thần đưa Thái tử đến phủ. Doanh Kiệt, ngươi làm việc kiểu gì thế? Doanh Kiệt biết sai rồi. Vệ Dương Quân, mấy ngày nay đều cấm không cho ra ngoài, sao có thể trách công tử được chứ? Nếu không phải Thái tử báo tin, sao Thái hậu lại biết được Triệu Dương đã đến Hàm Dương chứ? Ta là Thái tử Yên Quốc, sao có thể bị người khác chất vấn được? Thái tử vào Hàm Dương làm con tin,
Trên dưới đại tần đều nể tình ngài với đại dương, đối xử trọng đãi với thái tử. Nhưng thái tử không nên thấy hoảng sợ. Gây thêm phiền phức cho đại dương, chắc chắn lúc này trong lòng cũng cảm thấy không vui. Nhưng thái tử nhất định phải tin tưởng vào đại dương, Tần Yên có thể trợ giúp lẫn nhau. Mong thái tử nhất định phải nhớ kỹ lời ta. Doanh Kiệt, có. Ngày mai đưa thái tử đi tản bộ đi. Dân. Thái tử, ngày mai thần sẽ đến để đón ngài. Quả nhân phải đi rồi, cũng không thấy có người thần nào để đến tiễn. Tối qua sau khi Xương Bình quân đi thì không còn bất cứ quan tần nào đến hỏi thăm lộ trình của đại dương. Người tần đối xử với dương ta như vậy đúng là vô lễ. Lễ nghi, danh chính có hiểu lễ nghi không? Quả nhân không lấy gì làm lạ. Có lẽ Doanh Chính đang đợi đưa ra một âm mưu quỷ quái gì đó. Các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác. Dân. Dừng. Đại Dương. Đại Dương, thông báo cho Tần Dương, quả nhân muốn cáo biệt với hắn. Đại Dương, đừng nhiều lời, cứ thông báo đi. Dừng. Đại Dương đến. Tần Dương ở cùng quả nhân mấy ngày nay mà liên minh vẫn chưa có kết quả, cứ trơ mắt nhìn quả nhân rời khỏi Hàm Dương hay sao? Triệu Dương gặp thích khách ở Hàm Dương, quả nhân có trăm cái miệng cũng không thể biện minh được, sao có thể nhắc đến chuyện liên minh nữa chứ? Triệu Dương, đi đường bảo trọng nhé. Nếu quả nhân không truy cứu chuyện thích khách nữa thì sao? Nếu quả nhân đi rồi, đường chinh phạt sở của Tần Dương cũng thành công cốc đấy. Triệu Dương nói vậy là ý gì? Hai quốc Triệu Tần liên minh là lợi ích lớn đối với cả hai quốc, sao quả nhân có thể vì chút tức giận nhất thời mà để mặc lợi ích của hai quốc chứ? Quả nhân hy vọng hai quốc Triệu Tần có thể lập tức liên minh. Ha 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 ha.
đại dương. Tại hạ có nghi ngờ này đối với việc liên minh Triệu Tần. Dương Ta với Triệu Dương lập lời thề liên minh. Công tử có lời gì? Chờ làm xong rồi hẳn nói. Lúc lại thấy Thái tử Đan của Yên Quốc cùng ra vào thị Dương quân phủ với Tông Thất Đại Tần. Thái tử Yên Quốc làm con tin cho Đại Tần, qua lại với Tông Thất Đại Tần, đó cũng là bình thường thôi. Triệu Yên là kẻ thù với nhau. Dương Ta gặp thích khách ở Hàm Dương, tại hạ cho rằng chuyện này không thể không liên quan đến Thái tử của Yên Quốc. Triệu Thống, ngươi phải nhìn cho kỹ. Thần đã chính mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể sai được. Tần Dương, chả trách Tần Dương lại lấy Thái hậu ra để làm bia đỡ đạn. Hóa ra là vì bao biện cho bạn cũ ở Hàm Đan. Tần Dương hành động như vậy khiến cho quả nhân chạnh lòng đấy. Cáo từ. Triệu Dương xin dừng bước. Triệu Dương muốn quả nhân phải làm thế nào đây? Giết Cơ Đan đi để lập lời thề. Mông Điệp có đi lấy đầu Cơ Đan. Dân Mời Triệu Dương kiểm tra. Quả nhân tin ngài rồi. Bắt đầu đi.
Hai quốc Triệu Tần cùng nguồn gốc. Tần Dương Chính, Triệu Dương Yển thay mặt thần dân Tần Quốc, thay mặt thần dân Triệu Quốc, thưa với trời xanh, kể từ ngày hôm nay, Tần Quốc và Triệu Quốc sẽ kết giao mãi mãi, hòa phúc cùng chia. Trời xanh làm chứng. Bái. Một câu của quả nhân. Doanh Chính đã ngoan ngoãn đem đầu của Cơ Đan đến trước mắt mọi người, hay lắm. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Tần Yên lật mặt với nhau, quả nhân có thể yên tâm công đánh Yên Quốc rồi. Chương 9.